chấn động, hé lộ 3 tháng phát tài cực mạnh năm 2024 âm lịch, giúp tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, vận đỏ hơn son, tiền rơi trúng đầu, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số cực khủng, trả sạch nợ nần, đổi đời đại gia, tiền vàng ngập két. Đầu tiên xét cung mệnh cuộc đời tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thuộc mệnh thổ, hay còn gọi là đại trạch thổ, có nghĩa là đất nền nhà. Do mang đặc tính của thổ nên con giáp này có lòng thương người rất lớn. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì lòng thương người mà con giáp này hay bị tiểu nhân lợi dụng, hãm hại, đa phần bị mất tiền vì những người xung quanh. Về ưu điểm, người tuổi Kỷ Dậu là những người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong việc mày mò và tìm hiểu về mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu và chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá, nên họ hiểu biết rất nhiều, am hiểu chuyên sâu nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người rất quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Họ luôn là người mạnh mẽ, kiên quyết, kiên trì và phấn đấu nỗ lực về phía trước. Họ là người không biết cách từ bỏ, khá cứng đầu theo đuổi đam mê và sở thích bản thân, nên khá thành công trong công việc, là những người có tài năng thiên bẩm thông minh, biết phân tích vấn đề và sát thực tế. Về nhược điểm, tính cách của người tuổi Kỷ Dậu khá cục tính, họ không quá ngọt ngào, lãng mạn, mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý, có tính cố chấp và khăng khăng cho mình là đúng, nên đôi khi cũng hay mất lòng người khác. Họ là người sẽ nhận ra sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình và cố chấp một chút bảo thủ với định kiến của bản thân. Nhìn lại quãng đường mà Kỷ Dậu đã trải qua, dưới góc nhìn của tử vi học, trải qua 5 tháng của cuộc đời, người tuổi Kỷ Dậu cũng tôi rèn cho mình một bản lĩnh hiên ngang. Ở độ tuổi này, Kỷ Dậu khi đứng trước mọi việc đều sẽ không còn xao động, náo loạn tâm can, thay vào đó là nói năng từ tốn, giao tiếp lịch sự, xử thế hài hòa, tự nhiên, thái độ sống ôn hòa, không vội vàng, lười biếng. Khi không nên ra tay thì ngây ngô như tượng, khi cần đụng tay là khiến người khác trố mắt kinh ngạc. Ở độ tuổi này, Kỷ Dậu có một tâm thái khiến người ta phải ghen tị. Họ luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Kỷ Dậu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộc chộp. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu lợi ích vô cùng lớn. Nhìn thì là một loại hồ đồ, kỳ thực không phải. Ngược lại đó là một loại thông minh, sáng suốt vô cùng. Không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình. Nhìn thì như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Ở tuổi này khi đối đãi với người, Kỷ Dậu luôn luôn bảo trì được một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đây cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Kỷ Dậu có một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí. Dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Quả thực không phải, đây là qua thời gian chui rèn, khiến Kỷ Dậu nâng cao tới một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Kỳ thực theo năm tháng cuộc đời có thể thấy rằng, cũng chỉ vì không chấp thuận tầm thường, nên Kỷ Dậu mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên Kỷ Dậu mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, bỏ hết mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Kỷ Dậu mới cố gắng vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên không có gì là sai, khi Kỷ Dậu cũng có vấp ngã. Không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, người tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt có vậy mà thôi.
Kỳ thực đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Kỳ Dậu còn cảm thấy mừng vì ít sa ngã sớm trong cái giai đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh sáng mặt trời, ánh nắng đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ sau này nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này, Kỳ Dậu sẽ không làm vậy. Cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái phải để thấy được vẫn còn một vài người tin yêu, đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Kỳ Dậu dù sống sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình với những vết thương sâu lắng. Kỳ Dậu ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê mà khóc, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái bọc an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những nơi thành công, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc, Kỳ Dậu có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin, hay tại ta cả nể, nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính mình quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đối đầu. Năm 2024 âm lịch, chắc hẳn người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ vô cùng mong chờ vận mệnh tốt đẹp tới với mình, có đúng không ạ? Theo lá số tử vi cho thấy, năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, quý vị lại vướng vào vòng chảy chật của nhân quả khó lường. Tuy nhiên, nếu mệnh chủ chạm mặt 3 tháng phát tài này, thì quý vị ắt hưởng lộc trời ban, tiền bạc ùn kéo về nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh như vũ bão. Để biết cụ thể chi tiết vận mệnh năm 2024 âm lịch thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Xét tổng quan năm 2024 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Xem tử vi 2024 Kỷ Dậu theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ gặp giáp tương hợp, gặp được thiên thời ví như quý nhân trợ giúp, làm việc gì cũng thuận. Xét về địa chi, Dậu gặp Thìn, lâm cục diện nhị hợp, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ, vận trình hanh thông, công việc làm ăn gặp nhiều cát lợi, có cơ hội thăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc không ngừng gia tăng. Gia đạo, tình duyên hay sức khỏe đều được cải thiện đáng kể. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, gia đạo càng thêm hài hòa, đón tin vui trong năm, sức khỏe được cải thiện đáng kể, đau ốm gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Tiểu kết, xét về yếu tố can chi, ngũ hành, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ đón một năm cát lành, may mắn, vượng quý nhân, làm gì cũng có người hỗ trợ, công việc làm ăn thêm thuận lợi, tài lộc dồi dào, sức khỏe sung mãn, gia đạo vui tươi, đón hỷ tín ngập tràn. Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 theo sao hạn. Đối với nam mạng Kỷ Dậu, theo sao chiếu mệnh, sao thổ tú, đây là hung tinh gây ra sự trở ngại về tinh thần, sự xung khắc trong các mối quan hệ, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ, nam Kỷ Dậu gặp hạn ngũ mộ thì tinh thần bất an, tiền bạc tuy có nhưng hao tán nhiều. Không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của, mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Tiểu kết, năm có sao xấu chiếu mệnh, cát vận bị giảm bớt phần nào, trong năm vẫn đâu đó có những thời điểm trắc trở, khiến công việc làm ăn trục trặc, tiền bạc hao tổn hay gây bất an về tinh thần. Gia đạo cũng xảy ra không ít xung đột, sức khỏe giảm sút, thậm chí hao tốn tiền bạc cho việc chữa trị. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Kỷ Dậu nam mạng. Tam tài 2024, tuổi Kỷ Dậu nam mạng không phạm tam tai, tốt. Kim lâu 2024, tuổi Kỷ Dậu nam mạng không phạm kim lâu, phù hợp tiến hành xây dựng nhà cửa. Hoàng ốc 2024, tuổi Kỷ Dậu nam mạng phạm hoàng ốc, gặp bất lợi khi xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, trong năm Giáp Thìn, nếu có ý định xây dựng nhà cửa, tuổi Kỷ Dậu nam mạng có thể tiến hành. Tuy nhiên, vì còn phạm yếu tố hoàng ốc, nên làm thủ tục mượn tuổi sẽ tránh được xui xẻo không đáng có. Đối với nữ mạng Kỷ Dậu, theo sao chiếu mệnh, sao Vân Hán. Vân Hán là trung tinh, vừa mang tính tốt mà lại có thêm tính xấu.
năm gặp sao này chiếu mạng thì công việc làm ăn ở mức trung bình. Nữ Kỷ Dậu dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn ngũ mộ. Gặp hạn ngũ mộ thì tinh thần bất an, tiền bạc tuy có nhưng hao tán nhiều. Không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ kẻo gặp tai bay vạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Tiểu kết, năm có trung tinh chiếu mệnh, nữ mạng Kỷ Dậu sinh năm 1969 đón cuộc sống bình ổn, ít biến động lớn. Công việc làm ăn cứ thế mà phát triển thuận lợi, không phải lo nghĩ nhiều. Tiền bạc cũng đi vào guồng ổn định, các nguồn thu nhập về đều, cứ kê cao gối mà ngủ thôi. Có điều, cần đề phòng tranh chấp thị phi, khiến đương số vướng vào tai hình, kiện cáo, gặp chuyện quan sự, tai bay vạ gió. Mua đồ cũng cần chú trọng yếu tố chất lượng, tránh nghe lời ngon ngọt mà bị lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Xem vận hạn năm 2024 tuổi Kỷ Dậu nữ mạng. Tam tai 2024, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng không phạm tam tai, tốt. Kim Lâu 2024, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng không phạm kim lâu, phù hợp tiến hành xây dựng nhà cửa. Hoang Ốc 2024, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng phạm hoang ốc, gặp bất lợi khi xây dựng nhà cửa. Tiểu kết, trong năm Giáp Thìn, nếu có ý định xây dựng nhà cửa, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng có thể tiến hành. Tuy nhiên, vì còn phạm yếu tố hoang ốc, nên làm thủ tục mượn tuổi sẽ tránh được xui xẻo không đáng có. Xem tử vi 2024, tuổi Kỷ Dậu 1969, theo vận niên. Theo tử vi tuổi Dậu 2024, sang năm con rồng, tuổi Kỷ Dậu gặp vận niên, mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương. Hình ảnh này mang ý nghĩa về sự xông pha, làm bao công chuyện cho người này kẻ nọ để bản thân bị thua thiệt. Nhưng nếu ta thận trọng hơn, suy tính kỹ càng thì sẽ chẳng hề hấn gì, ngược lại còn được ghi nhận và đánh giá cao. Riêng về phương diện tình cảm, mọi thứ đi vào giai đoạn ổn định, gia đạo khá hài hòa nhưng khó tránh khỏi lúc xung đột nhẹ, đừng lấy làm căng thẳng. Về phương diện sự nghiệp, năm 2024, tuổi Kỷ Dậu, may mắn không phạm hay khắc thái tuế, lại có nhị hợp nâng đỡ, bản mệnh có cơ hội mở mang thêm nhiều hạng mục mới để phát triển kinh tế, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Vốn dĩ tuổi Kỷ Dậu luôn được đánh giá là con giáp thông minh, bản lĩnh, có tầm nhìn xa trông rộng, nên dù làm nghề gì hay trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Hơn nữa, các mối quan hệ xã giao hoàn hảo cũng giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng hanh thông, không sợ không có người giúp đỡ. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân, nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh cũng giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều mà con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về phương diện tài lộc, người tuổi Kỷ Dậu chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2024 này. Do có cục diện nhị hợp giúp sức, bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh, thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững vàng hơn. Người làm ăn, kinh doanh, giữ được chữ tín của mình nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác, mua hàng. Con giáp này nên chú ý tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới, quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả. Song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn, một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ và hạn ngũ mộ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn nhân lúc bạn sơ suất, thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau.
Ngoài ra, trong năm cũng cần cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền, kẻo vừa mất tiền, mất cả tình cảm. Về phương diện tình cảm, gia đạo, vận trình tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu trong năm 2024 xuất hiện nhiều điểm sáng, bản mệnh và người ấy ngày một thấu hiểu cho nhau. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt không làm hai người buồn bực mà trở thành cơ hội để đôi bên bao dung và quý trọng nhau hơn. Có nửa kia ở bên cạnh bầu bạn, sẽ chia, bản mệnh cũng có thêm động lực để đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Về phương diện sức khỏe, trong năm có cách cục tốt, lại thêm nhiều cát tinh hỗ trợ, sức khỏe của Kỷ Dậu khá tốt, bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc, nên dù có bận rộn đến mấy, cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức. Tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể, giúp sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc, khiến bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Dậu vẫn nên duy trì chế độ tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn, mà còn khiến đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng. Quý vị thân mến, như trên đã tiết lộ, tiếp theo sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2024 âm lịch, để quý vị có thể có sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Tháng đầu tiên là tháng 4 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Kỷ Dậu có thể đón rất nhiều tài lộc trong tháng 4 âm lịch này. Cát tinh trợ mệnh mang đến điểm báo tài lộc ùn ùn kéo về nhà, tiền tài dư giả, việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng hơn trong thời điểm này. Trên phương diện sự nghiệp, nhị hợp xuất hiện giúp cho các công việc của quan giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ của những người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay bạn. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, luôn có động lực để phấn đấu vươn lên. Cuối tháng quý vị được tử vi cát tinh soi chiếu, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bạn. Bản mệnh thay đổi tư duy, cách làm việc, mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới sẽ được đánh giá cao. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ, dám làm, sẽ được đền đáp xứng đáng. Có điều nguyệt lệnh tử ở Dậu, vận trình tiềm ẩn hung họa khôn lường, không được chủ quan khinh suất. Với người làm ăn, kinh doanh, bạn thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, nhận được sự tôn trọng thán phục của cấp dưới. Nếu bản mệnh chú ý quan tâm hơn tới đời sống nhân viên, nhiên biết sắp đặt từng người vào vị trí phù hợp, thì bạn chắc chắn có thể dẫn dắt tập thể vươn tới thành công. Cát tinh tử vi cũng góp phần thúc đẩy sự nghiệp của bạn tiến nhanh về phía trước. Vì vậy, nếu có dự định nào cần thực hiện trong tháng, bạn nên bắt tay vào thực hiện ngay, chớ nên chần chừ, do dự, để lỡ mất thời cơ thích hợp. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện cảnh báo bạn vẫn cần phải cân nhắc và đề phòng những người xung quanh cố tình tiếp cận mình với ý đồ xấu. Công việc thuận lợi, kéo theo tình hình tài chính có những bước chuyển biến đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp. Dù làm ở lĩnh vực gì đi nữa, thì đây cũng là lúc bạn cần tìm thêm động lực cổ vũ bản thân mình tiến lên, chớ vội hài lòng với thực tại. Với người làm đầu tư, kinh doanh, việc hợp tác diễn ra khá thuận lợi, bạn làm quen được với những đối tác đáng tin cậy, đôi bên cùng hướng tới một mục tiêu và trao đổi các điều khoản rõ ràng, nên ít khi xảy ra tranh chấp, mọi việc cũng tiến triển theo đúng kế hoạch mà đôi bên đã đề ra. Đồng thời bạn gây dựng được niềm tin cho khách hàng, nên đơn hàng lúc nào cũng tới tấp. Có thể người làm ăn, buôn bán sẽ phải hơi vất vả một chút, song kết quả thu được sẽ khiến bạn hài lòng và khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Chuyện tình cảm cũng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhờ tác động của ngũ hành tương sinh. Nhân cơ hội này, quý vị cũng có thể tìm kiếm quý nhân trong cuộc sống của mình. Tháng phát tài thứ hai chính là tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm với vận trình hanh thông hơn hẳn, nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, công việc trong tháng có tiến triển đáng kể, thành tựu gặt hái khả quan, mưu sự có cảm giác dễ dàng hơn, là tháng thích hợp để làm việc. Trên phương diện sự nghiệp, mặc dù có những áp lực nhỏ và khó khăn không thể tránh khỏi, nhưng nhìn chung, bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đấy, qua đó thêm phần khẳng định năng lực và được cấp trên đánh giá cao. Với người làm công ăn lương, nhờ có sự che chở của nguyệt lệnh lâm trường sinh, vận khí hanh thông,
mưu sự có cảm giác khá dễ dàng, không cần phải lao tâm khổ tứ nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả như mong đợi. Đây cũng là tháng thích hợp để làm việc lớn, vậy nên những ai có kế hoạch thay đổi công việc hoặc có lý tưởng làm việc mới thì nên tận dụng thời gian này để triển khai. Cát thần xuất hiện dẫn dắt nhiều cơ hội để bạn có thể giành thắng lợi trong công việc. Hãy tiếp tục kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra, dù có khó khăn trước mắt, nhưng đừng ngại ngùng bước qua. Nếu cần bạn có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Với người làm kinh doanh, dịch mã động tinh xuất hiện thôi thúc năng lực hành động trong bạn. Đã là thời điểm cuối năm, mọi công việc cần phải gấp rút hoàn thiện, không còn thời gian mà ngồi chờ đợi cơ hội đến với mình nữa. Trái lại, phải chủ động nắm bắt cơ hội và biến nó thành hiện thực. Dịch mã cũng ám chỉ rằng quá trình làm việc của bản mệnh tuy vất vả, phải chạy đôn chạy đáo, chạy đông chạy tây, thậm chí phải đối mặt vấp váp khó khăn, nhưng cuối cùng mọi sự đều được giải quyết ổn thỏa, mở rộng cơ hội thăng chức, tăng lương. Nếu đề xuất tăng lương, bạn nên đính kèm một bản báo cáo chi tiết những việc đã làm, thành tích đã đạt được. Xét về đường tài lộc, trong tháng có dịch mã động tinh mang tới nhiều cơ hội kinh doanh, buôn bán, bản mệnh có thể phải đi xa để lo việc làm ăn, nhưng bù lại thành quả đạt được xứng đáng với công sức bỏ ra. Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương. Nếu cơ hội đến, hãy mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn và phù hợp với năng lực của mình. Tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao. Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ nhiều cơ hội đến với mình hơn. Sẵn tính tháo phát và nhạy bén vốn có, cộng thêm quý nhân dẫn dắt, nên cơ hội tích trữ tiền bạc ở thời điểm này là không hề nhỏ. Nhất là đối với những ai chăm chỉ tìm kiếm các cơ hội, thì lúc này bắt đầu được hưởng lợi. Không những thế, có người may mắn còn được hỗ trợ, người có kinh nghiệm truyền cho họ bí quyết kiếm tiền. Chuyện tình cảm cũng khá bình ổn nhờ ngũ hành tương sinh, người độc thân vượng đào hoa, đi đâu cũng được chú ý. Các cặp đôi có đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đạo sẽ có hỷ sự như cưới hỏi hoặc sinh con. Sức khỏe của con giáp này có thể gặp một số vấn đề suy nhược do cơ thể làm việc quá sức, chạy đôn chạy đáo lo chỗ này chỗ kia. Chỉ cần chú ý tỉnh dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi đủ đầy, ăn uống tiết chế và khoa học, phòng tránh bệnh cũ tái phát. Tháng phát tài cuối cùng đó là tháng 12 âm lịch. Xem lá số tử vi cho thấy, đây cũng là một trong những tháng phát tài năm 2024 của tuổi Kỷ Dậu. Con giáp này đã có rất nhiều cố gắng và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua. Tiếc rằng không phải lúc nào thần may mắn cũng đứng về phía bạn. Trên phương diện sự nghiệp, đến thời điểm này có thể nói những nỗ lực của bản mệnh đều được đền đáp xứng đáng. Làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Chẳng những vậy, bạn còn có cơ hội chinh phục được đến những bậc thang quan trọng. Tất cả là nhờ uy tín mà những chú gà đã cất công gây dựng được từ trước, nên giờ đây được mọi người tin tưởng trong các dự án hay khi cấp trên giao nhiệm vụ. Tháng mới được tam hợp phù trợ, giúp cho bản mệnh Kỷ Dậu nhiều động lực để khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Thêm sự xuất hiện của Tỷ Kiên, đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn. Nếu đang muốn thực hiện một việc gì đó quan trọng, thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Những khó khăn ban đầu có thể khiến lung lay ý chí của bạn, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được bằng sự quyết tâm. Tuy nhiên, khi bạn được hưởng thụ thành quả cũng là lúc dễ bị kẻ tiểu nhân ganh ghét, dòm ngó. Thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng sẽ tăng lên, nhất là khi trong tháng còn có sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ, là điềm báo có tiểu nhân rình rập. Điều này đòi hỏi bạn phải đủ tỉnh táo và sáng suốt để không rơi vào cái bẫy của kẻ thù. Về mặt tài lộc, bước sang tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn 2024, bản mệnh sẽ đón thêm nhiều cơ hội để một lần nữa khẳng định vị thế của mình. Tài chính vững vàng và ổn định hơn nhờ có các nguồn thu mới. Những chú gà hãy tự tin với công việc của mình. Bạn hoàn toàn có thể có khả năng để làm được những điều lớn lao. Mục tiêu bạn để ra cũng không quá sức, hoàn toàn có thể đạt được. Quý vị sẽ thấy những vất vả khổ cực mà mình chịu đựng trước đó giờ hoàn toàn xứng đáng với số tiền thu về. Những khoản chi cuối năm chẳng thể khiến con giáp này lo lắng, bởi bạn có thể chi tiêu thoải mái theo ý mình với thu nhập hiện có. Người làm công ăn lương, trong tháng có rất nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu, cần chủ động nắm bắt công việc mà bạn đang làm các sự chuyển biến tích cực, theo đó mức lương tăng lên, mức thưởng cũng lạc quan hơn. Bản thân nỗ lực, cộng thêm sự tương trợ của quý nhân, tuổi Kỷ Dậu gặt hái được không ít thành quả trong tháng này, tình hình tài chính ngày càng khởi sắc. Người làm ăn, kinh doanh, thời điểm này nên tập trung phát triển sự nghiệp chính, hơn là ôm đồm quá nhiều hạng mục kinh doanh ngoài sức mình.
kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở, thậm chí còn thua lỗ. Dù còn đang vội muốn gia tăng tài sản tới đâu, nhưng nếu chưa phải thời cơ thích hợp, cũng đừng vội đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ. Bản mệnh nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Cách hóa giải sao hạn năm 2024 cho tuổi Kỷ Dậu, cả nam mạng và nữ mạng. Đối với nam mạng Kỷ Dậu, hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy cho nam Kỷ Dậu. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách hóa giải hạn ngũ mộ cho nam Kỷ Dậu năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Đối với nữ mạng Kỷ Dậu, hóa giải sao Vân Hán theo phong thủy cho nữ Kỷ Dậu năm 2024. Đồ phong thủy, Vân Hán hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh yêu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn ngũ mộ cho nữ Kỷ Dậu năm 2024. Về công việc làm ăn, cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa sản phẩm rõ ràng. Không nên nhập những hàng kém chất lượng mà vướng vòng lao lý khiến tiền mất tật mang. Về tài sản, tiền của nên giữ gìn cẩn thận, không nên nghe lời hay tin tưởng người khác mà cho vay hay cho mượn. Chẳng may tiền không thu lại được mà nghĩa cũng không còn. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho đi mà không cần nhận lại. Tốt nhất nên kết giao với những người lương thiện, tránh người lưu manh, lừa gạt. Cảnh báo, hãy hạn chế cho người lạ vào nhà, đặc biệt là ngủ qua đêm. Không may kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, gây ra những điều bất lợi cho gia chủ và người xung quanh. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong 3 tháng phát tài năm 2024 âm lịch. Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.